Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin mất gần 300 triệu đô một ngày. Vượng Vin điên tiết chi tiền đập thẳng tay những kẻ đáng ghét. Chuyện làm ăn trên thương trường không phải là phẳng lặng mà lúc nào cũng có sóng gió. Vấn đề là sóng gió lớn hay sóng nhỏ mà thôi. Trong những ngày gần đây, ông Vượng đang gánh hậu quả ập xuống. Việc chiếc xe VinFast Lux SA 2.0 bỗng nhiên bốc cháy thui chết luôn tài xế, khiến càng cảm thấy bất an vì lỡ chót dại mua phải chiếc xe hỏa như thế, nhiều người lo lắng. Nó luôn tiềm ẩn mối nguy cho người chủ xe. Mới đây, ông Phạm Nhật Vượng đem hơn 1.000 chiếc xe VinFast để sắp thành hình bản đồ Việt Nam, được nhiều người cho rằng xe VinFast đang ế trỏng vó, dùng xe ế để làm trò mèo gây sự chú ý cho xã hội nhằm cứu vớt cảnh khó khăn của hãng xe này. Theo tin mà chúng tôi nhận được, ông Vượng đang rất bực tức vì cho rằng có thế lực đối thủ đang giật dây những người đã tung tin đồn ông bị cấm xuất cảnh để đánh vào cổ phiếu họ Vin mà ông sở hữu. Và đánh vào cổ phiếu họ Vin thì tài sản của ông cũng mất theo, vì ông là người nắm rất nhiều cổ phần trong tập đoàn này. Đây là hình ảnh một ngày ông Vượng đã mất gần 300 triệu đô la. Được biết, khi tin đồn được tung ra, tài sản ròng của ông Vượng bay mất 283 triệu đô la trong có một ngày. Nếu không bằng mọi cách ra tay chặn tin đồn thì tài sản cũng bay hàng tỷ đô la là chuyện rất bình thường. Với mối nguy như vậy, người ta cho rằng ông Vượng không ngần ngại sẽ bỏ ra số tiền lớn, thậm chí rất lớn, để Bộ Công an vào cuộc triệt hạ những người tung tin. Bộ Công an là cơ quan làm tiền kinh khủng nhất hiện nay. Nạn công an, cảnh sát nhận hối lộ tràn lan khắp nơi trong cả nước. Đấy là cơ quan tham nhũng và tiền núi như ông Vượng có thể nhắm đến, là dùng tiền để điều khiển nó, bảo vệ lợi ích cho ông. Đấy là lực lượng bảo vệ cho ông tốt nhất hiện nay. Đối với ông Vượng, không phải những Facebooker tung tin làm ông khó chịu, mà là những người đứng sau những cá nhân này. Hiện tại ông Vượng không ngại chi tiền để moi ra đối thủ chơi ông một vố đau như thế. Không biết sự xuất sắc của Bộ Công an sẽ đưa kết quả tới đâu, vì Bộ Công an đang hướng điều tra tìm ra manh mối người xúi dục. Sẽ không trừng phạt nặng những người tung tin, mà chủ yếu là mua chuộc, nếu không cung cấp thông tin thì đe dọa hoặc phạt tiền. Đây là hình ảnh VinFast mất uy tín rất nghiêm trọng. Theo dữ liệu của tạp chí Forbes, giàu nhất Việt Nam là ông Phạm Nhật Vượng hiện sở hữu khối tài sản ròng trị giá 5,4 tỷ đô la. Ông Vượng đồng thời cũng là người giàu thứ 411 trên thế giới. Khối tài sản của người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam là tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận giảm từ hơn 205.000 tỷ đồng tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 xuống chỉ còn 150.000 tỷ đồng, tương đương mức giảm tới 54.000 tỷ đồng, tức là giảm 27%. Trong nửa năm, tài sản của ông Vượng đã bay mất 2,4 tỷ đô la, một con số cực kỳ lớn. Vậy mà đối thủ ông còn chưa tha, tiếp tục tung tin đồn làm ông mất thêm khoảng 283 triệu đô la trong ngày 10 tháng 7. Những hãng xe hơi ở nước ngoài không đâu hơi đâu mà đấu với ông VinFast, bởi VinFast chưa có thể thấm gì với công nghệ và kỹ thuật của những hãng xe nổi tiếng như Toyota, Ford, Honda, Mercedes, BMW hay Audi v.v. Có thể là đối thủ nào đó trong nước chơi ông mà thôi. Mà ông Vượng đâu chỉ có đối thủ trong ngành ô tô. Đối thủ của ông Phạm Nhật Vượng còn là những doanh nghiệp bất động sản rất lớn. Vậy nên hướng điều tra rất rộng. Không biết sau khi nhận nhiệm vụ, Bộ Công an Việt Nam có làm lên được trò trống gì hay không. Đây là hình ảnh, dù nhờ Bộ Công an Việt Nam ra tay rất nhanh, nhưng ông Vượng cũng chẳng biết ai đã hạ ông và liệu sẽ còn những màn nào sắp diễn ra tới đây. Theo một số người thạo tin, Vượng Vin hiện nay có lắm đối thủ và cũng có lắm kẻ thù. Thị trường bất động sản cao cấp hiện nay đang là vùng đất hẹp. Các đại gia giành đất vàng không từ một thủ đoạn gì. Rất nhiều đại gia bất động sản nhìn Vin giật lấy những miếng đất vàng kinh doanh mau hoàn vốn, họ rất khó chịu. Họ không thể ngồi yên để Vượng Vin chiếm một mình, ăn một mình. Thêm nữa, tuy Vượng Vin có mối quan hệ chính trị, song mối quan hệ đó cũng có thể giữ không giữ được quyền lực mãi, nên cũng tới lúc hết thời của họ nhà Vin mà thôi.
Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lâm tặc cấp cao Nguyễn Văn Thể cho phá hơn 1.000 hecta rừng. Hơn 1.000 hecta rừng là con số rất lớn. Hiện nay rừng của Việt Nam đang bị thu hẹp rất nghiêm trọng và nhanh chóng. Cần phải trồng thêm rừng chứ không thể chặt phá nữa. Nạn lâm tặc hoành hành tại các rừng phòng hộ và loại rừng khác xưa nay vẫn cứ tồn tại mà không có cách gì trị được. Vậy mà hiện nay chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đồng ý cho chặt phá 1.000 hecta rừng để xây cao tốc. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Việc chặt phá rừng được phía chính quyền giải thích là chuyển mục đích sử dụng. Trong 1.000 hecta rừng đó có 112 hecta rừng phòng hộ, 4,45 hecta rừng đặc dụng, 803 hecta sản xuất và 135 hecta rừng ngoài quy hoạch. Đề xuất này là của ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trình lên Thường vụ Quốc hội. Sáng ngày 11 tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết về quyết định chủ trương chuyển nhượng mục đích sử dụng rừng và đất trồng rừng của dự án xây dựng công trình cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2022. Ngoài đồng ý chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 1.000 hecta rừng, Thường vụ Quốc hội còn cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng gần 1.900 hecta đất lâm nghiệp và hơn 1.500 hecta đất trồng lúa từ hai vụ trở lên. Thường vụ Quốc hội giao cho Chính phủ chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh có dự án nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ lập, phê duyệt, quy hoạch, kế hoạch sử dụng, cấp đất, huyện cần căn cứ thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định. Ủy ban Nhân dân các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa ra soát điều chỉnh bổ sung diện tích đảm bảo chỉ tiêu quy hoạch 3 loại rừng. Cập nhật dự án vào quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong nghị định có ghi rằng không để lợi dụng khai thác lâm sản ngoài phạm vi cho phép hoặc lấn chiếm đất nông nghiệp, lâm nghiệp, khai thác, vận chuyển khoáng sản không đúng quy định, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm phát sinh nếu có. Đây là hình ảnh quyết định phá rừng cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 có tổng chiều dài 729 km, đi qua 12 tỉnh, thành phố và sơ bộ tổng mức đầu tư gần 147.000 tỷ đồng theo hình thức đầu tư công. Dự án được chia ra làm 12 dự án phần vận hành độc lập, thi công vào năm 2022, cơ bản hoàn thành vào năm 2025 và đưa vào vận hành từ năm 2026. Rừng được coi là lá phổi xanh của trái đất, là nguồn sống xanh của con người, nhưng không phải ai cũng nghĩ tới điều đó. Rừng đang trong tình trạng bị đe dọa nghiêm trọng, nạn chặt phá rừng hiện nay đang ở mức báo động. Nếu như con người không biết trân quý cái gọi là cuộc sống xanh này và bảo vệ rừng, thì cuộc sống của con người đang bị hủy hoại bởi chính bàn tay của những người này. Diện tích hệ sinh thái rừng tự nhiên trên khắp cả nước đã bị suy giảm một cách nghiêm trọng. Trong đó, theo như con số thống kê cho biết, độ che phủ rừng chỉ còn nằm trong con số là chưa đầy 40%. Diện tích mặt và hệ sinh thái nguyên sinh còn chỉ khoảng có 10% mà thôi. Nạn chặt phá rừng không những làm ảnh hưởng đến lá phổi xanh của trái đất, mà còn kéo theo rất nhiều hệ lụy khác mà chính con người chúng ta đang phải gánh chịu. Rừng mất đồng nghĩa với việc con người phải gánh chịu những thiên tai như lũ quét, lũ đổ nguồn, sạt lở đất, biến đổi khí hậu, khiến trái đất nóng dần lên, cũng làm cho lăng băng tan ở Bắc Cực, khiến cho nước biển ngày một dâng cao. Và điều này cũng lý giải vì sao Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên bị ngập lụt mỗi ngày một nặng đến như vậy. Đây là hình ảnh lá phổi xanh đang bị tàn phá. Nạn phá rừng ở Việt Nam đã diễn ra từ rất lâu. Mức độ của tình trạng này ngày càng tăng cao trong cuộc sống hiện tại. Với diện tích rừng bị phá, giao cho những sân sau khai thác gỗ thì chắc chắn kiếm không hề ít tiền. Không biết khi xảy ra lũ lụt, người dân thiệt hại về tài sản và nhân mạng, ông Nguyễn Văn Thể có thấy áy náy khi ông đưa ra một đề xuất phá rừng như thế không? Và Quốc hội thường là của Đảng Cộng sản Việt Nam, vì đa số ở đây là đảng viên, người dân đã không còn tiếng nói.